Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Đoạn clip ngắn có độ dài chưa đến 10 giây do nữ hoàng nội y chia sẻ khiến cư dân mạng xôn xao, bàn tán trái chiều. Cư dân mạng dậy sóng vì Ngọc Trinh tung clip nóng với bạn trai bí ẩn. Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ đoạn clip ngắn có độ dài chưa đến 10 giây thông qua tính năng sở tỏ gì trên Instagram. Đoạn clip này ghi lại khoảnh khắc hai nhân vật giấu mặt được nhiều người cho là Ngọc Trinh trong trang phục bikini và bạn trai bí ẩn tình tứ trao cho nhau nụ hôn say đắm và có hành động nhạy cảm. Ngay sau khi đăng tải, clip này của người đẹp Trà Vinh khiến dân mạng không khỏi hoang mang, bàn tán trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh đăng tải đoạn clip được yêu ngầm chứng minh quan điểm mới được cô chia sẻ. Thư đa nở ông đế ý nhất, vợ ân nở la dung ma o của người phụ nữ, nêu không vi hình thư cờ bên ngoài y, đâu dê gì người ta thi cờ hờ nhau qua ai nhờ mà tờ đầu tiên. Một số người lại cho rằng đã đến lúc Ngọc Trinh hé lộ hình ảnh của người tình bí ẩn của mình sau nhiều lần út mở. Đôi khi, tôi không muốn tiếp tục chờ đợi, nhưng không thể không chờ đợi. Bởi vì một khi biết rằng bỏ lỡ người khiến mình yêu đến như vậy, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại ai nữa, Ngọc Trinh bày tỏ. Từ góc độ khác, cảnh nóng được cho là của nữ hoàng nội y và bạn trai bí ẩn khiến một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng vì hành động táo bạo của cả hai người. Clip nóng Trinh nên giữ lại cho riêng mình đi, đăng clip này lên mạng xã hội học sinh xem được không hay. Trước những ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng về nhân vật chính trong đoạn clip nóng có phải nữ hoàng nội y và bạn trai hay không, phía Ngọc Trinh hiện tại vẫn giữ thái độ im lặng. Trước đó, Ngọc Trinh không giấu được niềm hạnh phúc khi lần thứ nhì được người tình bí ẩn tự chuẩn bị không gian căn phòng tràn ngập bóng bay, bánh kem, nến, hoa hồng nhân dịp cô đón sinh nhật tuổi 30. Đây là lần thứ nhì anh lại chuẩn bị căn phòng đặc biệt này cho em. Em thấy thương anh lắm, vì anh luôn dành thời gian rất nhiều để chuẩn bị làm cho em những gì em thích. Nhiều khi em tò mò hỏi mà anh cứ nói bí mật, làm em tò mò muốn chết luôn. Cảm ơn anh đã đến bên em, mang cho em thật nhiều niềm vui bất ngờ và ngọt ngào hạnh phúc, luôn chiều chuộng và cưng em. Ở bên anh em cảm giác như mình là một cô công chúa nhỏ thật sự vậy, anh dỗ dành em từng chút một. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn là người xin lỗi em trước, em vui lắm. Yêu anh vô vàn, yêu anh nhất trần đời, em yêu anh, Ngọc Trinh viết. Không gian căn phòng đặc biệt do bạn trai Ngọc Trinh dành tặng người đẹp dịp sinh nhật khiến cộng đồng mạng trầm trồ không ngớt. Đến người mẫu bình thư người bạn thân thiết với người đẹp Trà Vinh cũng phải thốt lên, lãng mạn kinh hoàng. Bước vào căn phòng này, cảm thấy hạnh phúc, xúc động thay cho bạn của mình. Một phần ganh tị với nó bởi có người yêu tâm lý, lãng mạn, tuyệt vời đến vậy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.